My love, will you marry me? Hình như là tôi chiều kém quá rồi đấy. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy ca anh taxi à, anh taxi ơi. Tỉnh Hòa Bình lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng. Bất cả quá ngoan ảnh đi. Sáng nay, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng để tấn công lực lượng chức năng. Đến công ấy bảo là không phải bàn gài nói nhiều, cứ vào là duyên. Dẫn tới hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối thiệt mạng. Hôm qua 23 tháng 1, có 2 bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus corona. Bình Xuyên, Bình Phúc trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 sau khi 8 công nhân ở đây trở về từ Vũ Hán nhiễm sát Covid-2. Mà không nên mua nhiều tích trữ quá, nhưng mà dân không nghe, rồi ôi cứ lao vào bằng mua. Sau 2 tháng giữ gìn cẩn thận, Hà Nội đã công bố ca dương tính đầu tiên với Covid-19. Bộ Y tế vừa công bố có thêm 9 người nước ngoài đi chuyến bay VN0054 dương tính với Covid-19. Không chỉ riêng ở Bình Thuận, tất cả trường hợp trên đều bắt nguồn từ bệnh nhân siêu lây nhiễm thứ 34. Bệnh viện Bạch Mai hiện đã trở thành ổ dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất. Các trường hợp mắc bệnh trong quán bar này vào ngày 14 tháng 3 là do lây lan từ bệnh nhân 91 và bệnh nhân 158. Đóng cửa và ở yên trong nhà là mệnh lệnh. Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, mà nhà nào ở nhà đó, phải làm cương quyết cái này. Các cơ quan bố trí công bộ làm việc ở nhà, hạn chế những việc trừ bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu. Thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất của Hà Nội. Sau 99 ngày không có ca mắc mới, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện xét nghiệm diện rộng. Và đây là một cái chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, là cái gen nó làm tăng cái khả năng cảm nhiễm. Và đến bây giờ chúng tôi xác định là hậu quả nghiêm trọng vì đã lây lan qua cho người khác. Chính vì vậy cần phải xử lý rất nghiêm khắc bằng một cái chế tài hình sự. Em hối hận từ cái giây phút đầu tiên luôn rồi. Vì mình làm cả một cái xã hội phải như vậy, cả một cái nền kinh tế rồi em cũng biết chứ. Cả nước có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. 63.500 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm. VN Index đã ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục trong vòng 18 năm qua. Vietnam Airlines đã phải xin 12.000 tỷ đồng để vượt qua cú sốc từ đại dịch. Chưa bao giờ hàng không lại đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn như thế này. Theo ước tính thì du lịch Việt Nam thiệt hại khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã trải qua một cái thảm cảnh công suất thấp chưa từng có trong 20 năm làm nghề. Đây là chính sách chưa từng có tiền lệ khi mà nhà nước hỗ trợ bằng tiền mặt trực tiếp cho những người bị giảm sâu thu nhập và người yếu thế trong xã hội. Tiền Covid, nhà ông bí thư chi bộ cũng được, trưởng xóm cũng được, cái nhà có điều kiện rồi cũng được. Đấy bình xét không đúng. Chú nhận thức thế lại sai lắm. Chưa biết là nhận thức sai. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đưa thông tin sai lệch, hoang mang về cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Trước đó cũng có nhiều trường hợp đã bị xử lý do đưa tin giả, tin sai lệch. Đình chỉ công tác đối với nữ điều dưỡng, sửa kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 rồi gửi vào nhóm kín trên Zalo. Những người không thông minh là những người đã bị cách ly, chị hiểu không? Tối hôm qua giờ anh đến đây anh cảm thấy rất ngột ngạt. Anh có ăn uống được không? Họ cho được mấy mẫu bánh mì đó. Apologize to Việt Nam lập tức trở thành hashtag được lan tỏa mạnh nhất trong tuần này. Khoảng 90.000 bác sĩ, 120.000 điều dưỡng cả nước. Rất nhiều được các y bác sĩ của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai, một số bệnh viện ở Hải Phòng đã lên đường vào chi viện cho Đà Nẵng. Tận tinh đến từng người một đúng là hiểm có. So với những đồng chí khác mặc vòng mất mưa ngoài trời nữa, nên chúng tôi cũng giảm sâu bi. Như thế này là cũng hạnh phúc lắm. Ôi như là hạt cát nhỏ thôi, hay chú chướng mũi chứ là ngày mai thì dịch vừa về nhá. Tôi muốn được điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi muốn được trở về nhà. Điều chúng ta lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Vào chiều ngày 31 tháng 7, Việt Nam đã có ca đầu tiên tử vong. Tử vong thứ 25 tính từ khi dịch xảy ra vì suy thận mạn giai đoạn cuối. Liên tiếp nhiều người bị ngộ độc, liệt cơ, khó thở, phải nhập viện sau khi ăn sản phẩm pate minh chay. Trong vài phút, bức tường dài hơn 100m, cao hơn 10m bất ngờ đổ sập. 8 người đã tử vong ngay tại hiện trường, 2 người tử vong tại bệnh viện, 14 người được cứu ra với rất nhiều chấn thương. Một cây phượng bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng 18 em học sinh, nhiều em bị thương nặng và một em sau đó đã tử vong. Phượng đổ thì chặt phượng, còn cổng đổ thì sẽ làm thế nào đây? Công an tỉnh Long An đã điều tra, xác minh và có đủ cơ sở để xác định Tịnh Thất Bồng Lai nay tự đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người nhằm trục lợi cá nhân. Ở đây không phải là chùa.
Thời gian vừa qua, hàng loạt kẻ cầm đầu băng nhóm giang hồ xã hội đen như Đường Nhuệ Thái Bình, Loan Cá Đồng Nai, Quan Con Nam Định bị lực lượng chức năng bắt giữ, khiến cho dư luận cả nước dành nhiều sự chú ý. Thực trạng đạo đức xã hội và ứng xử xuống cấp là có thật, xuống cấp đáng báo động một số mặt nghiêm trọng, thể hiện rõ ở tội phạm, ở tệ nạn. Trong 10 phút nữa sẽ hoàn thành trung tâm chúng ta lại. Tôi cắt một ngày, đánh một ngày, bốn vụ, đau lắm. Mẹ ơi, xin cho chồng con đi. Con xin mẹ, đã bắt được nghi can mang súng đi cướp ngân hàng đã mang theo một can xăng 5 lít tưới xăng lên người, rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng Techcombank thắng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng taxi. Em có lên kế hoạch, một viên đầu sẽ dùng để bắn công an phường, viên thứ hai sẽ dùng để bắn khách hàng đến giao dịch. Giá hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng được khai khống thành 39 tỷ đồng thì người bệnh phải chi trả khấu hao là 23 triệu đồng một ca. Sao mà mình đã bệnh tật khổ sở như thế này, đau đớn như thế này rồi mà đến giờ họ lại còn ăn như cái ăn của mình như vậy, không thể chấp nhận được. Vừa rồi rất nhiều người bị kỷ luật vì vấn đề sử dụng đất đai, vì vấn đề kinh doanh kinh tế, chưa làm gì đã chấm mũ. Tiền cũng quý nhưng chết không mang theo được tiền, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Vụ nào đưa ra hình như dân cũng đồng tình, mà sắp tới còn phải làm mạnh cái này nữa. Hạn hán lại tiếp tục diễn ra tại Nam Trung Bộ, tương đương cả đỉnh hạn của năm 2016. Trong đó, 5 tỉnh là Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Long An đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai. Đâu đâu người ta cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh đường xá đứt gãy như thế này. Tôi năm nay 75 tuổi rồi, chỉ có năm nay tôi mới gặp đứt ruột luôn. Bão số 12 vừa đổ bộ vào chủ nhật tuần vừa rồi đánh dấu 45 ngày liên tiếp miền Trung ngập chìm trong bão lũ. Trong đó Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam là nặng nề nhất. Con tai cũng có, chứ mua cũng có hết. Đâu, ok. Có ai nhà không? Ôi, chạy đi! Ôi, chạy đi! Quảng Nam là tâm điểm của sạt lở, 6 vụ sạt lở lớn với tổng số người chết và mất tích là 48 người. Tôi đã có nhiều năm gắn với cái giải đất miền Trung này, nhưng chưa bao giờ tôi trải qua một cảm giác kinh hoàng, đau đớn và tang thương như thế này. Đây là 8 người đó. Một vụ sạt lở khác đã vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ tại Hướng Hóa, Quảng Trị. Còn ai không? Đôi dép cao su, chiếc mũ cối gắn ngôi sao vàng, 13 cán bộ chiến sĩ đã đi về phía núi. Họ đã nằm lại vì nhân dân. Mẹ ơi, con chưa về nhà được. Em ơi, anh lỡ dở đoạn đường. Cứ khi nào đến mùa con nước, bố sẽ về thăm các con theo làn khói hương. Cả 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam đều đã công bố thương mại hóa 5G. Đây là mạng di động đầu tiên chúng ta có thể tự hào nói về dấu ấn Make in Việt Nam. Nhiều hệ thống siêu thị đã nhanh chóng chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng. Mua dịch riêng thanh toán qua mobile banking tăng gần 180%. Các ứng dụng ví điện tử tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đơn cử như ví điện tử Momo đã chính thức cán mốc 20 triệu người dùng trong tháng 9 vừa qua. Cơn sốt giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Chỉ trong nửa ngày hôm nay, lần lượt phá 31 kỷ lục là 60, 61 rồi 62. Nhiều khi ra chợ hỏi mấy cái bà buôn ở chợ mà ông mua ăn thịt lợn rẻ, ông đi lên tivi mà mua. Một gia đình thuộc diện hộ nghèo nhận được thông báo nộp tiền điện với số tiền lên tới hơn 89,3 triệu đồng. Đây là anh Lam, người mà đã có lúc cán mốc 10.000 đô một ngày. Là đi. Khi hay là trả tiền tôi dây, tiền ở đây là từ ngày tôi vào chưa cầm được một đồng nào. Không làm mà đòi có ăn thì đúng là chỉ có ăn
ăn may. Những ai mà mua sách của tôi làm ăn mà không kiếm được 20 triệu một tháng trở lên, tôi cho tôi đền tiền luôn. Bây giờ mình sẽ cho con gà vào các bạn nhé. Cứ 10 đồng kiếm được từ các video sai phạm độc hại thì có 6 đồng đến từ tốt có nội dung nhảm nhí, cờ bạc, bạo lực đã bị Google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo và gỡ bỏ. Tất cả những cái kênh nào mà vi phạm nhảm nhí và tìm cách câu view câu like thì cũng sẽ đều nằm ở trong cái tầm ngắm của chúng tôi. Dù Thủ tướng Chính phủ mới có công văn yêu cầu xử lý nghiêm các video nhảm nhí giật gân trên mạng xã hội, nhưng ngay trong đầu tuần này, một bé gái đã dùng vải von tự treo cổ trong phòng ngủ, phỏng theo một trò chơi trên YouTube. Nhờ vào mạng xã hội mà việc tổng công kích ai đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tới độ trở thành một trong những thú tiêu khiển được ưa chuộng. Nếu như những cái người mà đang đứng ở top như bọn tôi ấy, mà cứ một hai câu chửi bậy ấy, nếu như không thay đổi ấy, thì cái nghề này mãi nó chỉ làm cái gì đấy ở bên dưới. Hello, my name is Steve. Amazing, good job em. Hình ảnh này được trích xuất từ camera an ninh của nhà dân ở bên đường. Nhiều người xúc động và ngạc nhiên bởi tuy mới học lớp 6 thôi, nhưng mà em đã có những suy nghĩ và hành động mà có lẽ là nhiều người lớn cũng chưa làm được. Cô Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, được tổ chức Vaki Foundation công bố vào top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu. Cuối cùng thì sau 13 giờ 40 phút, ca mổ đã được hoàn thành trong niềm vui mừng của gần 100 y bác sĩ, những người thân trong gia đình của hai bé và của tất cả mọi người. Đó là cái giây phút mà gia đình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Không một phẫu thuật viên nào có cái hạnh phúc như phẫu thuật viên Nhi. Bởi vì khi cứu được các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo là cứu được cả một cuộc đời dài 6-70 năm với rất tất cả ý nghĩa. Đã có 20 nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Như vậy, Việt Nam đã chính thức ghi tên vào danh sách một trong 40 nước thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Yes, 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 yes. Việt Nam made a song about washing your hands to prevent coronavirus infection and it absolutely slaps. Vietnam is really with an invasion. Nhờ kiểm soát được COVID-19, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 cao nhất thế giới. Truyền thông quốc tế tiếp tục có những bài phân tích kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Các bài báo đều khẳng định là Việt Nam là minh chứng của mô hình phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. Có đất nước nào mà lũ lụt, mà dịch bệnh như vừa rồi, mà người dân thương nhau, giúp đỡ nhau đến như vậy? Chúng ta có một nhân dân Việt Nam mà thế giới và nhiều bạn bè nói rằng rất tuyệt vời. Việt Nam tuyệt vời.